Chào bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu bạn bộ hai chiếc cốc gắn tường của hãng Ecoco. Đây là bộ hai chiếc cốc kiêm cái giá để các bạn có thể để một số cái đồ vật trên này như dao cạo râu hay kem đánh răng. Và được thiết kế rất là sáng tạo. Trông thì như một cái cốc thôi nhưng thực ra là có hai cái cốc. Cái này có mã là E1905. Sản phẩm này thì có hai màu, màu xám. Có ba màu, màu xám, màu xanh và màu hồng. Thực ra nó không khác nhau nhiều vì phần lớn là màu trắng, chỉ khác nhau cái viền thôi. Chúng ta sẽ gắn lên tường bằng cái miếng dán này. Và cái này là để treo tường. Đây sản phẩm chúng ta. Các bạn sẽ treo tường ở vị trí này. Không cần khoan đục, vẫn treo được tường. Và đây là bộ hai chiếc cốc của chúng ta sẽ có cái hộp này để các bạn để bàn chải hay là để kem đánh răng hoặc là sữa rửa mặt vân vân. Còn đây là hai cốc sẽ được giấu ở đây. Một cốc ở dưới các bạn sẽ hút đây bằng nam châm. Nó sẽ tự hút. Cái này có nam châm ở trong này. Còn trên này thì là chúng ta rút ra. Và cái này được thiết kế để các bạn dốc nước xuống, rất là tiện dụng. Thì ví dụ nhà mà có 4 người thì các bạn lại có thể mua thêm cái này nữa để làm hai cái nó để cạnh nhau vậy, ta có 4 chiếc cốc. Cái rất là hay. Đây các bạn nhìn thấy cùng nam châm này. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm bộ hai chiếc cốc này, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.